Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Emin Việt Nam. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm máy đo nồng độ oxy hòa tan trong nước của hãng Ectech và model của nó là DO210. Sản phẩm thì bao gồm là hộp đựng và bao gồm cảm biến, bao gồm máy, bao gồm hướng dẫn sử dụng và bao gồm hai đầu dò thay thế. Máy đo này có hai khoản đo, đo nồng độ DO là từ 0 đến 20mg trên lít, đo nồng độ oxy là từ 0 đến 100%. Ngoài ra máy đo được cả nhiệt độ từ 0 đến 50 độ. Cái độ sai số, độ chính xác của nó là DO là cộng trừ 0,4mg trên lít, oxy là cộng trừ 0,7%, nhiệt độ là cộng trừ 0,8 độ C. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn về sử dụng của máy DO210. Máy này trước khi mua về thì nó sẽ có một kèm theo một chai chất KCN. Dung dịch này dùng để châm vào trong cái màng của điện cực. Đây là màng điện cực. Mình sẽ đổ cái dung dịch đấy vào trong cái này và làm sao cho nó không bị bọt khí ở trong này. Và sau khi lắp vào đầu dò mình kiểm tra xem nó còn bị dính bọt khí không. Điện cực sẽ được ngâm trong cái dung dịch đấy khoảng 3 phút thì mình tiến hành lắp vào máy để hiệu chuẩn. Thì máy thì nó có bốn nút, thì nút tắt bật nguồn và nút thoát chức năng, nút phân sừng thâu là dùng để thay đổi đơn vị, nút rec enter dùng để là ghi lại quá trình đo, nút setting là nút cài đặt. Bật máy lên. Đây quá trình hiệu chuẩn của máy thì mình sẽ bấm nút function hold. Đấy, thì màn hình biểu tượng sẽ xuất hiện là hold và mình bấm vào nút rec enter. Để cái đầu điện cực ở ngoài không khí thì máy sẽ hiệu chuẩn trong vòng 30 giây và giá trị hiệu chuẩn là nó rơi vào tầm 20,9 hoặc là 20,8. Nếu mình không hiệu chuẩn được ngoài giải đấy thì coi như là cái đầu màng điện cực này mình cũng cần thay thế, hoặc là điện cực này cần phải bảo trì hoặc là thay thế. Này, quá trình hiệu chuẩn nó sẽ báo là 20,9 là ok. Thì thông thường mình sẽ có hai giá trị đo, đo phần trăm của oxy hoặc là đo miligam trên lít. Mình bấm giữ cái nút function and hold thì nó sẽ chuyển đỏ. Còn mình bấm giữ thì nó sẽ ra, mình nhấn thì nó sẽ ra nút hold để giữ lại cái giá trị đo. Thông thường là mình có thêm một thiết bị phụ trợ là máy khuấy từ của hãng Ezodo nên mình cũng phối. Thì cái máy này dùng để mô phỏng lại quá trình thay đổi nồng độ oxy trong nước. Khi mà ví dụ như là mình trong một cái bể cá thì sẽ có máy tạo oxy, thì đây thì mình có sẵn máy khuấy từ này nên mình dùng máy này để thay đổi nồng độ oxy trong nước. Thì bây giờ hiện tại là nước đang tĩnh này thì mình sẽ đo xem nồng độ nó bao nhiêu. Màng điện cực thì mình mới đo chính xác được. Quá trình đợi cho máy nó giá trị ổn định thì nó rơi vào tầm khoảng 1 đến 2 phút. Hiện tại nó đang là 7,2 mg trên lít. Đây mình bật cái máy khuấy từ lên. Thank you.
cuối thì nó sẽ tạo ra được cái nồng độ oxy trong nước sẽ tăng lên. Đấy, khi mà mình tắt cái máy thứ tư thì nồng độ oxy trong nước trong cốc này nó sẽ giảm đi. Máy này có ứng dụng ở trong các khu vực nuôi trồng thủy sản để người ta muốn kiểm tra cái nồng độ oxy trong nước, hoặc là cái vụ mới đây là ở Hồ Tây cá chết hàng loạt do cái nồng độ oxy cũng là thấp. Với cái model này của hãng Intech thì nó chỉ rơi vào tầm trên 5 triệu thì rất phù hợp so với các máy hãng khác, như là Hana nó rơi vào hơn 10 triệu hơn. Rất là tiết kiệm kinh tế. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào các đoạn video tiếp theo.